Sau đây là kết quả xổ số miền Bắc thứ tư ngày 23 tháng 11 năm 2022. Giải 7, các vé tận cùng mang số 7, 5, 6, 8, 7, 3, 0, 3. Giải 6, các vé tận cùng mang số 3, 7, 8, 7, 9, 4, 8, 3, 2. Giải 5, các vé tận cùng mang số 1848, 3824, 2063, 8535, 2813, 2684. Giải 4, các vé tận cùng mang số 2355, 6851, 3041, 5929. Giải 3, các vé tận cùng mang số 31134, 17715, 99814, 97168, 20064, 33491. Giải nhì, các vé tận cùng mang số 42006, 45431. Giải nhất, các vé tận cùng mang số 09473. Giải đặc biệt, các vé tận cùng mang số 47779. Với mã vé số đặc biệt lần lượt là 11GF, 14GF, 4GF, 6GF, 7GF, 8GF.